Em, kênh Lan Rừng Minh Hiếu xin kính chào toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay, phiên ngày 28 tháng 5 năm 2020, nhà vườn Minh Hiếu đã có một số mặt hàng đẹp chuẩn con giống lên để chia sẻ cho toàn thể các bác, cô, chú, anh chị sưu tầm. Các bác xem bài, xem video, cho em xin một lượt đăng ký kênh. Hàng ngày em lên video chia sẻ những mặt hàng dễ đẹp chuẩn con giống, mong được toàn thể các bác, cô chú anh chị là ủng hộ cho anh em. Em có thể cố gắng tiếp lửa kết nối đam mê chia sẻ những mặt hàng chuẩn con giống dễ đẹp. Em cũng không để các bác phải chờ đợi lâu, em đi vào và giới thiệu chi tiết cho từng cái đơn hàng của nhà mình ngày hôm nay. Hôm nay em cũng có lên và chia sẻ một số những mặt hàng khá là dễ đẹp các bác nhé. Thì đơn hàng đầu tiên nhất là một cái chảo áo mắt châu lực xanh. Thì cái chảo này là trên thân mẹ này em đã cắt ra, em đã cắt ra để ươm vào đây. Thì hôm nay khi nó đang bắt đầu khuê rồi, em sẽ chia sẻ cho các bác trong cái chảo này. Thì cái này là nó đã có hoa, có thân mẹ thì bảo hành tuyệt đối các bác nhé, bảo hành tuyệt đối về khuôn bông áo mắt châu lực xanh các bác nhé. Nhà những cái mặt hàng như áo mắt châu này thì nó đã số trực tiếp tại vườn nhà em rồi. Thì đây các bác nhé, đây khuôn bông của áo mắt châu này đã số trực tiếp ở vườn nhà em này. Khuôn bông khá là ok các bác nhé, khuôn bông này đã số trực tiếp tại vườn nhà em, bảo hành tuyệt đối các bác nhé. Thì hình số 1 là con kỳ này các bác nhé, con kỳ này đã rất là khỏe này, kỳ hình số 1 rất là khỏe rồi, hình số 1 quá là ok các bác nhé. Em chia sẻ cho các bác, hình số 1 là 550.000 cho cái con kỳ này các bác nhá, 550.000 này. Em chúng qua hình số 2. Hình số 2 là con kỳ bên cạnh này các bác nhá. Con kỳ cũng rất là khỏe này, hình số 2 là 500.000 cho hình số 2. Em chúng qua hình số 3. Hình số 3 là mắt thức các bác nhá, mắt thức này. Mắt thức này đã sưng lên rồi, hai mắt. Hai mắt em chia sẻ cho các bác là 250.000. Hai mắt là 250.000 các bác nhá, đã thức này. Đã sưng lên rồi này. Em chúng qua hình số 3. Hình số 4, em chụp qua hình số 4. Xin lỗi các bác, hình số 4 là ba mắt các bác nhá. Thì mắt nó đã sáng ra này, ba mắt đã sáng này. Tổng ba mắt em chia sẻ cho các bác là 300.000. 300.000 cho ba mắt áo mắt châu lực xanh, bảo hành tuyệt đối về mặt hoa các bác nhá. Những mặt hàng nào nhà em đã có hoa thì em bán có hoa, bảo hành tuyệt đối về mặt hoa các bác nhá. Em chụp qua hình số 5. Hình số 5 là một thân mẹ này các bác này, đã có kỳ trên thân này. Và một mầm gốc đang lên rất là khỏe các bác nhá. Mầm gốc đang lên rất là khỏe này, rất là ok. Hình số 5 em chia sẻ cho các bác là 1.100.000. 1.100.000 cho hình số 5. Em chụp qua hình số 6. Hình số 6 của nhà em là một cái chảo ma bó lá mít. Thì đây các bác nhá, thân mẹ năm 1 rồi, hai mầm gốc cho năm sau lên khá là ok, rất là đạt. Hai mầm gốc đang đi rất là khỏe các bác nhá, rất là khỏe này. Hình số 6, một thân mẹ hai mầm gốc em chia sẻ cho các bác là 650.000. 650.000 cho hình số 6. Em chụp qua hình số 7. Hình số 7 nhá là một cái chảo thác bè bán lá mít các bác nhá, bán lá đây các bác nhá, bán lá quá là ok này, bán lá quá là đỉnh cao này, rất là đẹp. Bán lá như thế này quá là ok luôn. Hai mầm gốc, một mầm gốc dài khoảng 30 cm và một mầm gốc dài khoảng gần 20 cm, một thân mẹ dài khoảng 60 cm, đang có một bông hoa cánh bầu các bác nhá, bông hoa cánh bầu này, bông hoa khuôn hoa quá là đẹp luôn này các bác này, khuôn hoa quá là đỉnh cao này, mắt tràn viền, mắt đỏ đậm rất là đẹp các bác nhá, ngồi tuyết này rất là ok, rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Mỗi tuổi là khuôn bông là bông hoa kích nên nó không được đạt lõi, lõi nó bị méo các bác nhá. Thì đây các bác nhá, các bác kiểm ngắm nhá, khuôn mắt này rất là đẹp, cánh bầu này quá là ok luôn. Em chưa xí hợp lý nên em xà bỏ 1.800.000. 1.800.000 cho hai mầm gốc các bác nhá. Đó là lá mít rồi, hoa cánh bầu, mắt tràn viền các bác nhá. Quá là ok này các bác này, rất là khỏe. Và ở trên thân này sẽ làm được một số kỳ nữa các bác nhá. Hình số 7 là 1.800.000. Em chú qua hình số 8. Hình số 8 là cái con kỳ này các nhá, các bác nhá. Kỳ năm thứ 2, dòng mít Đà Bắc của Hòa Bình. Đây các bác nhá, rất là ok này. Bản lá khá là đỉnh cao, thân năng lên rất là khỏe. Một thân mẹ này và một mầm gốc cho năm nay. Hình số 8 500.000. 500.000 cho hình số 8.
Em A chụp qua hình số 9. Hình số 9 này, thân bên này các bác nhá. Thân bên này lên khá là ok này. Hình số 9, hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc em chia sẻ cho các bác là 500.000. Em A chụp qua hình số 10. Hình số 10 là cái thân này các bác nhá. Hình số 10 tổng là 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc em chia sẻ cho các bác là 500.000. 500.000 cho hình số 10. Bác nào sưu tầm được hình nào liên hệ trực tiếp cho em. Em A chụp qua hình số 11 là một cái chậu mít khu Phú Thọ đây các bác nhá. Bản lá cũng cực kỳ là đẳng cấp. Bản lá 51 này các bác này, như đồng xu luôn. Cực dày và gân. Đây là bản lá 51 các bác nhá. Lá rất là dày luôn. Lá cực kỳ là dày. Sang bản lá năm thứ hai. Đây các bác nhá, sang năm thứ hai này. Rất là ok này. Hình số 11 là 550.000. 550.000 cho hình số 11. Em A chụp qua hình số 12. Hình số 12 là con kỳ này các bác nhá. Hình số 12 là 300.000. 300.000 cho một thân mẹ và một mầm gốc này. Một mầm gốc cho năm nay. Em A chụp qua hình số 13. Hình số 13 là một thân mẹ này các bác này. Thân mẹ và một mầm gốc này. Qua là đạt luôn các bác nhá. Rất là ok này. Rất là đẹp. Lá rất là rẻ các bác nhá. Lá rất là rẻ và gần lá này. Hình số 13 là 500.000. 500.000 cho hình số 13. Em A chụp qua hình số 14. Hình số 14 của nhà em là một cái chậu ma bó. Em mới sưu tầm vào thì ra một cái khuôn bông như này đây các bác này. Quá là đỉnh cao luôn các bác nhá, một khuôn bông rất là đẹp. Cánh bầu này. Khuôn bông cánh bầu. Mắt của nó ở trên cái điểm lên trên lại khuyết như cái vầng trăng. Đây các bác nhá. Lên đến gần trên hết miệng là bắt đầu nó có thêm một cái khuyết vầng trăng này. Khuyết vầng trăng nhìn đôi mắt rất là đẹp các bác nhá. Đây các bác nhá. Các bác chiêm ngưỡng cho em này. Đôi mắt quá là đẹp luôn. Một đôi mắt quá là đẹp luôn. Họng khoét sâu như là bẹt. Môi lại tuyết. Nó tràn ra môi thì khuôn bông này quá là đẹp các bác nhá. Thì một bông bẹt quá là đẹp này. Nhưng mà tiếc là nó không tràn được ra hết môi. Rất là ok này các bác này. Mắt của nó. Đây các bác nhá. Các bác chiêm ngưỡng kỹ cho em cái chậu này. Cái chậu này em mới sưu tầm thôi. Đang có hai thân mẹ. Ba thân mẹ các bác nhé, cả thân mẹ này. Và ba mầm gốc năm nay các bác nhé, ba mầm gốc cho năm nay. Cũng đạt bán lá các bác nhé, cũng đạt bán lá này. Rất là khỏe. Mầm gốc đang rất là khỏe này. Mầm gốc đang lên rất là ok. Ba mầm gốc cho năm nay. Hai thân mẹ các bác nhé. Và các bác chiêm ngưỡng lại cho em cái khuôn bông. Khuôn bông này em mới sưu tầm được này. Mới sưu tầm được về hôm qua này. Rất là ok các bác nhé. Một khuôn bông quá là đỉnh cao. Thì đây các bác nhé, em cho các bác xem kỹ này. Cho bác xem kỹ. Bởi vì đây các bác nhá. Khuôn bông này của các bác nhá. Một cái khuôn bông quá là ok này. Mắt của nó như thế này. Mắt của nó có một cái tí. Đây các bác nhá. Ở trên lên hết mắt là nó có một cái tí vết khuyết vầng trăng này các bác này. Rất là đẹp này. Khuôn bông mới quá là đỉnh cao luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Khuôn bông quá là đẹp này. Khuôn bông quá là đẹp luôn. Thì đây các bác nhá. Các bác chiêm ngưỡng cho em này. Đây các bác nào chụp màn hình lại cái khuôn bông như này giúp cho em. Quá là đỉnh cao luôn các bác nhá. Khuôn bông quá là đẹp. Cánh bầu này. Mắt thì tràn qua họng luôn. Nhưng môi lại là môi tuyết. Một cái khuôn bông quá là đẹp. Mà khuôn bông rất là to các bác nhá. Khuôn bông rất là to. Rất là ok này. Khuôn bông quá là đỉnh cao. Thì cái chậu này em mới sưu tầm được về thôi. Em cũng chia sẻ luôn cho các bác này. Không đặt tên. Về bác nào đặt tên. Bác nào sưu tầm thì bác về bác đặt tên này. Hình số 4, 14 em chia sẻ cho các bác là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho hai thân mẹ này. Và ba mầm gốc cho năm nay. Cho cả cái chậu này luôn các bác nhá. Bán đứt gốc cả chậu luôn các bác nhá. Một khuôn bông. Đây các bác. Các bác chiêm ngưỡng cho em cái khuôn bông như này. Khuôn bông quá là đỉnh cao luôn các bác nhá. Lên đến trên phần viền là bắt đầu lại có cái khuyết vầng trăng này. Lên đến trên viền là có khuyết vầng trăng này. Đây các bác nhá, có khuyết vầng trăng này. Bông nào cũng thế các bác nhá, bông nào cũng thế này. Khuyết vầng trăng. Bông nào cũng thế, rất là ok. Thì các bác chiêm ngưỡng lại cho em cái khuôn bông này. Và bác nào chụp lại cho em cái này. Chụp lại cho em cái này.
quá là đỉnh cao các bác nhá. Một con bông quá là đẹp luôn. Rất là đẹp này các bác này. Quá là đỉnh cao các bác nhá. Hình số 14, chảo ma bó 2 triệu đồng. Em ra chung qua hình số 15 là một cái chảo mít Lương Sơn, Hòa Bình. Thì một thân mẹ các bác nhá, một thân mẹ và một mầm gốc năm nay này. Em chia sẻ cho các bác là 400.000. Em ra chung qua hình số 16. Hình số 16 là một thân mẹ các bác nhá. Một thân mẹ này và một mầm gốc này, lên quá là ok này. Bản lá cũng khá là ok các bác nhá, rất là đạt này. Giờ đạt. Hình số 16 là 400.000. Em ra chung qua hình số 17. Hình số 17 là thất phần bên dưới là ba thân mẹ các bác nhá. Ba thân mẹ và ba mầm gốc cho năm nay. Ba mầm gốc cho năm nay. Mầm gốc này các bác nhá. Mầm gốc đây. Mầm gốc đây. Khá là ok. Hình số 17 ba thân mẹ ba mầm gốc là 500.000. 500.000. Em ra chung qua hình số 18. Hình số 18 là một cái số của Phú Thọ các bác nhá. Rất là ok này. 150.000 cho hình số 18. 150.000 cho một thân mẹ và một mầm gốc này. Rất là đẹp. Em ra chung qua hình số 19 là một thân mẹ này các bác này. Thân mẹ kế sọc thân rất là đẹp này. Bản lá cũng khá là gân. Mầm gốc đang lên rất là khỏe. Hình số 19 là 350.000. 350.000. Em ra chung qua hình số 20. Hình số 20 là cái thân mẹ này các bác nhá. Lá cực kỳ gân, cực kỳ đẹp này. Một mầm gốc cho năm nay đang lên rất là khỏe. Hình số 20 là 250.000. 250.000 cho hình số 20. Em ra chung qua hình số 21. Hình số 21 của nhà là một cái chảo dòng cánh tiêu môi tuyết của Phú Thọ các bác nhá. Con bông này, con bông quá là đỉnh cao luôn các bác nhá. Một con bông rất là đẹp này. Con bông này cũng rất là đẹp. Một thân mẹ dài 80 cm. Thân mẹ này dài khoảng 80 cm. Và hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc, mỗi mầm gốc đã lên được hơn 20 cm. Hai mầm gốc đây các bác nhá. Hai mầm gốc này. Mỗi mầm gốc đã lên được hơn 20 cm. Hai mầm gốc đây các bác nhá. Thân mẹ đang hoa, đang rất là nhiều bông hoa luôn. Cho các bác chiêm ngưỡng luôn. Đây các bác nhá, rất là ok này. Một khuôn bông quá là đỉnh cao luôn. Cánh tiêu môi tuyết, mắt tràn viền này, rất là đẹp. Hình số 21 em chia sẻ cho các bác là 1.200.000 cho một thân mẹ dài 80 cm các bác nhá. Khuôn hoa đây. Khuôn hoa bác nào muốn sưu tầm thì chụp lại các bác nhá. Chụp lại này. Khuôn hoa quá là đỉnh cao này. Một khuôn hoa rất là đẹp các bác nhá. Một khuôn hoa quá là đỉnh cao luôn. Rất là đẹp luôn. Đang rất là nhiều những bông hoa. Đây các bác nghe em cái khuôn hoa. Khuôn hoa rất là đẹp. Hình số 21 em chia sẻ cho các bác là 1.200.000. Em ơi, chúng con hình số 22. Hình số 22 là một con kia. Số của Phú Thọ các bác nhá. Một thân mẹ này. Một mầm gốc 150.000 cho hình số 22. Một mầm gốc này và một thân mẹ. Hình số 22 150.000. Em ra chung qua hình số 23 là một cái chảo số của Hòa Bình. Cái chảo này em sưu tầm về chưa có hoa này. Thì tách chia sẻ cho các bác này. Hình số 23 là cái thân mẹ này các bác nhá. Đã lên được một mầm gốc này. Hai mầm gốc này. Em chia sẻ cho các bác là 250.000. 250.000 cho hình số 23. Em ra chung qua hình số 24. Hình số 24 là cái thân bên này các bác nhá. Thân bên này. Một mầm gốc cũng đang lên rất là khỏe này. Hình số 24 cũng là 250.000. 250.000. Em ra chung qua hình số 25. Hình số 25 của nhé là một cái chảo tím của Tam Đảo Vĩnh Phúc các bác nhá. Thì đây, thân nó đã ra rất là nhiều kỳ này. Thân rất là mập mạp các bác nhá. Rất là ok này. Hai mầm gốc cho năm nay. Kỳ trên thân đã có. Và đã rất là nhiều những mắt kỳ đang lên các bác nhá. Rất là nhiều mắt kỳ đang lên này. Hình số 25 em chia sẻ cho các bác là 800.000 cho một cái thân mẹ bằng tím Tam Đảo. Thì khuôn bông của tím Tam Đảo cũng khá là ok các bác nhá, rất là đẹp. Rất là đẹp. Em ra chung qua hình số 26. Hình số 26 là cái một mầm gốc năm nay này và một thân mẹ dài 70 cm. Một thân mẹ dài 70 cm. Đã có kỳ ở trên thân các bác nhá, đã có kỳ trên thân và rất là nhiều những mắt kỳ đã sưng các bác nhá, rất là nhiều những mắt kỳ đã sưng này. Hình số 26 em chia sẻ cho các bác là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng cho hình số 26. Thì đây các bác nhá, cái kệ dòng tím Tam Đảo này thì thân lá cũng khá là ok các bác nhá, rất là đẹp này. Thân lá kệ sọc thân quá là ok luôn này. Rất là ok. Hình số 26 là 1.000.000 đồng. Em ơi, chú qua hình số 27. Hình số 27 là hôm nay em chia sẻ một cái chảo lá mít to các bác nhá.
chậu lá mít tô nha. Cả một cái chậu này nó rất là nhiều thân này, rất là nhiều thân mẹ. Đây các bác nhá, rất là nhiều thân mẹ này. Và rất là nhiều mầm gốc cho năm nay. Thì hôm nay em sẽ tách bớt 3 đơn để chia sẻ cho các bác. Bớt 3 đơn. Thì đơn đầu tiên nhất các bác nhá. Đây các bác đã chiều ngưỡng cho em cái lá mẹ của nó trước rồi. Đơn đầu tiên nhất là cái thân này các bác nhá. Đã dài gần 40cm. Đã dài gần 40cm. Rất là ok các bác nhá. Em sẽ tách cái cụm này. Là nó vẫn còn khoảng hai đầu thân già này các bác này. Hai đầu thân già. Em sẽ tách ở đây ra. Chia sẻ cho các bác. Hình số 27 là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho cái mầm gốc này. Không tìm mua đâu được các bác nhá. Rất là ok này. Cả một cái chậu nó rất là nhiều. Em tách bớt chia sẻ để cho nó đạt cái chậu này. Không nó nhiều quá. Nó có quá nhiều. Thành ra những cái con ở trong này bán lá nó không đạt được như mẹ nó các bác nhá. Bán lá nó không đạt được như mẹ nó này. Rất là ok này các bác này. Rất là ok. Nên là em sẽ tách bớt chia sẻ cho các bác. Hình số 27 là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho hình số 27 này. Em chuyển qua hình số 28. Là mầm gốc này các bác nhá. Thân mẹ nó đây. Thân mẹ nó là thân mẹ này các bác nhá. Và thân mẹ này. Hai thân mẹ này. Mầm gốc đây. Mầm gốc cực kỳ khỏe này. Em sẽ tách ra. Đây các bác nhá. Cực kỳ là ok luôn. Hai mầm. Em chia sẻ cho các bác là 1 triệu 500 nghìn cho hình số 28. Hai mầm gốc, mỗi mầm gốc nó đã lên được khoảng 30cm rồi. Mỗi mầm gốc này đã lên được khoảng 30cm các bác nhá. Rất là khỏe này. Chia sẻ cho các bác hình số 28 là 1 triệu 500 nghìn. Em chú qua hình số 29. Hình số 29 là cái phần này các bác nhá, phần trên này. Phần trên rất là ok này, hai mầm gốc. Bán lá khá là ok này các bác này. Hình số 29 bán lá khá là ok này. Em chia sẻ cho các bác là 1 triệu 200 nghìn cho hai mầm gốc. Thì thân mẹ của nó đây các bác nhá. Thân mẹ của nó vẫn còn làm được một số kỳ này. Thân mẹ của nó vẫn còn nguyên bán lá này. Đây là thân mẹ của hình số 29 các bác nhá. Vẫn nguyên bán lá này. Rất là ok này. Còn hơn 20cm về thân mẹ nữa các bác nhá. Nó sẽ vẫn ra được một số kỳ này. Bán lá của thân mẹ nó đây. Và bây giờ đây là mầm gốc năm nay. Nó chưa lớn hẳn và nó đang tùm nên là em sẽ chia sẻ bớt cho các bác này. Chia sẻ bớt cho các bác cái chậu này. Cái chậu này rất là to. Chậu rất là khủng các bác nhá. Rất là to. Em chuyển qua hình số 30. Hình số 30 của nhá. Là một cái chậu ám phân thủy của Hòa Bình. Thì năm nay cái chậu này em mới sưu tầm về thôi. Người ta làm hỏng mất mầm gốc các bác nhá. Hỏng mất mầm gốc này. Thì về bây giờ em tách thân mẹ chia sẻ cho các bác này. Làm kỳ. Nó đã ra rất là nhiều kỳ các bác nhá. Cái khuôn hoa này hôm trước em nó đã số trực tiếp ở đây rồi các bác nhá. Một bông ám phân thủy này. Số trực tiếp ở đây rồi. Khói cầm về bao ai. Hình số 30. Em chia sẻ cho các bác là cắt từ đây các bác nhá. Cắt từ đây đi xuống này. Rất là nhiều những mắt đang sưng. Và đã có 2 kỳ trên thân. 2 kỳ trên thân các bác nhá. 650.000 cho hình số 30. 650.000 cho hình số 30. Em chụp qua hình số 31. Hình số 31 em sẽ cắt từ đây các bác nhá. Đi xuống còn khoảng gần 30cm nữa. Gần 30cm. Hình số 31 600.000. Đang rất là nhiều mắt sưng các bác nhá. Rất là nhiều những cái mắt kỳ đã sưng rồi. 650.000. Em chúng coi hình số 32. Hình số 32 là thân mẹ bên này các bác nhá. Em sẽ cắt từ cái phần em đánh dấu này xuống. Còn rất là nhiều những mắt kỳ đã sưng. Và kỳ trên thân cũng đã có các bác nhá. Kỳ trên thân đã có này. Rất là ok. Kỳ trên thân đã có. Em chia sẻ cho các bác là 700.000. 700.000. Đã có 2 kỳ này và rất là nhiều mắt đang lên các bác nhá. Rất là nhiều mắt đang sưng này. Em chúng coi hình số 33. Là cái thân này các bác nhá. Thân này rất là ok này. Em sẽ cắt từ cái phần em đánh dấu này. Hình số 33 là 500.000. Thân này thì rất là mập các bác nhá. Rất là mập này. Rất là khỏe các bác nhá. Rất là ok. Hình số 33 là 500.000. Em chúng coi hình số 34. Hình số 34 của nhé, là một con kỳ xanh sạch của Phú Thọ. Thân mẹ của nó xanh sạch tuyệt đối các bác nhá. Và một gốc con này cũng khá là sạch này. Hình số 34 là 250.000. 250.000. Em chú coi hình số 35. Hình số 35 là cái con này các bác nhá. Rất là ok này. Rất là xanh sạch này các bác này. Kỳ rất là khỏe các bác nhá. Hình số 35 cũng là 250.000. 250.000. Kỳ cực kỳ khỏe các bác nhá. Em chú coi hình số 26. Hình số 26 các bác nhé, 36 các bác nhé.
hình số 36 này, cũng cực kỳ là xanh sạch này, 250.000. Mầm gốc đang lên rất là khỏe các bác nhé, 250.000 cho hình số 36. Em ơi, chúng coi hình số 30 bé. Hình số 30 bé là cái thân này các bác nhé, cực kỳ xanh sạch luôn. Mầm gốc đá lên rất là khỏe các bác nhé, xanh sạch tuyệt đối này. Hình số 37 em chia sẻ cho các bác là 200.000. 200.000 cho hình số 30 bé. Thì hôm nay nhà em có 37 đơn hàng lên để chia sẻ cho toàn thể các bác, cô chú, anh chị sưu tầm. Bác nào sưu tầm được hình nào lên hả trực tiếp nha. Đã, kết thúc video, em xin chúc toàn thể các bác, cô chú, anh chị có một ngày học tập, ngày làm việc thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên người thân, bên gia đình của mình. Em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của nha. Em lại lên chia sẻ những mặt hàng con giống đẹp, chuẩn mặt hàng cho các bác sưu tầm. Em xin kết thúc video.